Rồi đứa nào giữ bao phách đi quýnh trước đi bay. Quýnh đi. Hả? Trời ơi trời, được chia bài thúi vậy? Chia bài đi mà rác không mà sao quýnh? Đi. Đi, 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 đi. 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 Rồi xì. Đi. Đồ heo đâu không chặt nó bay. Đồ heo đâu, đứa nào cầm vậy? Trời, đứa nào giữ heo chơi rồi bay. Chia bài gì nhỏ xíu vậy? Heo cơ. Đứa nào có đồ chặt nó đi bay. Để nó tới đó, chặt nó đi trời. Đồ đâu? Đợi mười. Rồi rồi, tới tao. Mày làm có giọng mày đánh. Đồ già à? Tới mày đó. Mày còn mấy lá? Còn gì? Mày còn mấy lá? Thì mẹ tao. Mày còn hai lá đúng không? Tao quýnh một lá thì nghĩ tới. Heo cơ. Tươi quý mời. Con heo cơ nha mày. Hoàng. Nè. Tươi quý mời. Quýnh lớn lớn lên, đừng cho nó về mày. Nó còn có cây mụ đó, quýnh lớn lên. Giờ nó ăn là sẵn. Nó tới nha. Ê, ai cho mày về? Bốn cây đèn là mày. Ủa, mình bao nhiêu đô mình ăn trắng vậy mấy đứa? Hả? 6 đô đúng không? Vậy tao ăn trắng rồi. Quá. Rồi mày thiếu tao 5.000 nha mày. Rồi chút thiếu tao 5.000 đó, cấn nợ qua mày đi Nhi. Rồi. Mày còn thiếu tao 10.000 nha mày. Nó trả đó. Rồi chia bàn mới đi. Rồi quýnh nhỏ nhỏ thôi. Nani đi. Mày quýnh kiểu gì con nhỏ? Mày quýnh vậy rồi sao tao ăn bài đâu? Ăn đi với ba tao rồi sao? Bà đổ cha mày trên bài gì mà không biết gì. Nè. Tao đi đi, tao tiễn con gác, tao mưa. Bài gác không à? Thiệt. Đi đi. Trời ơi, đi đi mà. Đi nha, ok, hàng ba nha, hàng ba. Đó, hàng ba. Trời, biết rồi. Dẹp mẹ, nghỉ mẹ đi. Rồi, không tới chân đi, rồi còn lại. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.